Ngày xưa nghe nói mấy cái thần lực này tôi cũng hồi hộp lắm. Tôi nói chung là mình Phật tử mà sao mà dám nói không tin Phật, không tin lời dạy trong kinh. Nhưng mà tin chứ mà cũng gác qua một bên để suy nghĩ thêm. Dần dần, đố quý vị tin được không? Tin đó, tin nha. Như giờ này có nhiều đất nước ở xa, thiệt xa. Nếu mình dùng con mắt mình và thần thông của mình nhìn ra nổi không? Không. Nhưng qua cái phát minh khoa học thì mình ngồi đây mình có thể nói chuyện với Việt Nam. Hôm nay mình ngồi đây mình có thể nhìn mặt người thân của mình. Đó không phải là nương thần thông của người khác. Sao? Quý vị hiểu chỗ này không? Ai tin xin giơ tay lên. Đó, nhớ nha, hôm nay mình đang nhờ thần thông của người khác. Thí dụ mình bệnh rồi mà biểu mình tự trị á, thì có khi sao lúc đầu bệnh ít cho mình uống thuốc rồi bệnh nhiều hơn. Nhưng nhờ thần thông của những nhà chuyên về y học giúp cho mình hồi phục sức khỏe, vân vân. Tóm lại là trong đời sống mình đều nhờ thần thông của người khác. Vậy thì cái chuyện thần thông như thế nào để lên trời, gác ở đó ráng tu để biết ha. Không bắt buộc tin liền, nhưng mà đừng có nghi liền nha. Nghi liền hơi dở đó. Mà nếu muốn hiểu liền á, thì ráng học đi để thi vào làm phi hành gia. Tự nhiên nương thần thông lên mặt trăng liền à. Chứ mình lên nổi không? Không. Quý vị hiểu không? Có những điều mình có thể thấy được ánh sáng của lòng tin qua chuyện thần thông này. Thì Ngài Nan Đà lên được cõi trời. Và khi lên cõi trời thấy một cái cung điện toàn bằng vàng rất đẹp. Trong đó có 1.500 thiên nữ. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Thì Đức Phật mới hỏi, này Nan Đà, ông có thấy các thiên nữ ở trong cái cung điện đó không? Nói dạ, bạch Thế Tôn, con thấy. Ông nghĩ thế nào so với người đẹp ở trần gian của ông? Cứ nói trời, thiên nữ so với cái người đẹp đang chờ con làm đám cưới, bạch Thế Tôn không khác gì cái con khỉ nó cháy trong rừng. Người đẹp con không sánh bằng được. Thì Đức Phật nói, ta hứa với ông, 1.500 thiên nữ này thuộc về ông, nếu ông tu giỏi. Và luôn cái cung điện bằng vàng này cũng thuộc về ông, mà thuộc luôn hết tất cả mọi người đã ngồi nghe pháp đây. Thế là sau khi Ngài Nan Đà nhìn Phật với một cái nhìn đầy tin tưởng, vì Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối, thì Ngài bắt đầu nói, bạch Thế Tôn, xin cho con về tinh xá. Để làm gì? Ngài không nói đoạn sau, nhưng mà để con quyết tâm tu hành. Thế là về tới tinh xá rồi, thì Ngài Nan Đà tu rất tinh cần. Lúc trước vừa tu vừa nhớ người đẹp, vừa phàn nàn, hôm nay tu tinh cần lắm. Thì trong chúng thấy như vậy có khen không? Không, không khen đâu. Mấy bà mà tu mà chờ lên cung nữ, gặp 1.500 cung nữ dưới cái cung điện đó, đại chúng chê. Ông tu không có chân chánh. Nhưng mặc kệ lời gièm pha, Ngài đã thấy cung điện nguy nga, Ngài đã thấy thiên nữ rồi, thì không có ai lay động được Ngài. Thế là tu vô cùng tinh tấn. Và khi tu như vậy, Ngài chứng quả, chứng quả A-la-hán. Và chứng quả A-la-hán rồi thì còn có thích ai nữa không? Không. Vấn đề ái dục, tham nhiễm đó không còn. Cho nên Ngài lên đảnh lễ Phật và xin trình bày, hôm nay con đã được niềm vui chứng quả giải thoát. Đó. Chứ không phải niềm vui của dục lạc thế gian. Vì lên cõi trời vẫn nằm trong 6 đường, thưa đại chúng. Mấy cụ đề hiểu nha. Vì chư thiên tuy là sống dai hơn mình nhưng vẫn có luân hồi sanh tử. Trong kinh có kể những ông vua trời đế thích đó, mà khi mà tuổi thọ hết thì ông bị đọa vào làm súc sanh, làm con của một con dê. Và trong khi con dê mẹ chuyển bụng sanh thì là lúc ông phải đầu thai vào làm súc vật. Thì có thần thông và là đệ tử Phật, khi biết tuổi thọ mình sắp hết thì ông liền đến đảnh lễ Phật, xin quy y Phật như một cái công đức lành ông gieo trồng cho đời sau của mình.
Thì ngay khi ông vừa đánh lễ, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, thì ngay lúc đó nó khiến cho con dê mẹ chạy lung tung hết, làm bể hết đồ đạc trong lò gốm. Tại con dê này nó ở trong lò gốm. Chủ lò gốm liền lấy cây rửa con dê vì làm hư tài sản của họ. Thì thưa đại chúng, con dê bị sảy thai. Chuyện gì xảy ra? Chết. Ai chết? Con dê con chết. Mà con dê con chết thì vua trời Đế Thích có cá thai vào không? Không. Cho nên ngay khi vừa quỳ lại Đức Thế Tôn, con xin thành tâm quy y Tam Bảo. Ở đây quý vị có thành tâm không? Thành tâm nha, lỡ có gì là cái bên kia chết. Còn mình không thành tâm là sống nhăn là phải gá thai đó. Vừa cúi đầu chưa kịp ngẩng lên là con dê mẹ sinh ra con dê con và nó chết, bị sảy thai, nó chết. Thế là vua trời Đế Thích không có sanh vào. Để câu chuyện đó để mình nói là cõi trời, dù là vua cõi trời vẫn bị đọa lạc khi hết phước. Cho nên bảo đảm nhất là đi tu giống tụi tôi. Rồi ráng tu hành lên nữa, chứ đi tu mới là bước một chứ chưa xong. Chúng ta nghe tiếp nha. Rồi đó là khổ sáu đường, biết rồi phải không? Chư thiên cũng không tránh khỏi ngũ suy tướng hiện. Khi mà không còn đủ duyên ở cõi trời, sẽ có năm tướng hiện ra, khiến cho ngài lúc đó sẽ rời khỏi cõi trời. Đó là hoa trên đầu tự nhiên héo, thân thể thì nó hôi dơ, và quan trọng nhất là không có thích ở cõi trời nữa. Đó là một trong những cái ngũ suy tướng hiện đó. Cho nên ở đây nếu ai đang tu mà tự nhiên mà sanh tâm này kia là biết là ngũ suy tướng hiện rồi đó. Thiệt, nó khiến cho mình không có thích cái chỗ của mình nữa. Bây giờ đến cái khổ của thánh là sao? Đây là điều tôi tâm sự với đại chúng. Chính chúng tôi cũng học từ điều này, nhưng mà dĩ nhiên học từ lâu chứ không phải hôm nay mới học. Cho đến hàng thánh như Thanh Văn Duyên Giác, vì còn mê pháp. Có nghĩa là sao? Nếu các ngài không còn chấp ngã, nhưng mà các ngài vẫn chấp pháp, các ngài vẫn trụ trước Niết Bàn, các ngài vẫn cho Niết Bàn là thật. Nhưng mà thật sự ra thưa đại chúng, Niết Bàn sao? Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa, đều là hoa đốm giữa hư không, với cái nhìn thiền tông. Nhưng nói như vậy không phải không ráng tu, vì mình còn dở thì mình phải có rời sanh tử để đến Niết Bàn. Nhưng thật ra sanh tử không thật, mà Niết Bàn cũng không thật. Đó, đến cái đẳng cấp đó mình sẽ thấy đều không thật. Để cuối cùng cái con đường hòa thượng ân sư Thích Thanh Từ dạy cho mình là một con đường rất là quý, một con đường tắt, để cho mình an trú vào một cảnh giới chân thật, bất tử, bất sanh, bất diệt của chân tâm, của tri kiến Phật. Qua bài kệ, bài kệ của ngài Tú Tài Trương Duyết: quang minh tịch chiếu khắp hà sa. Quang minh đã chỉ cho chân tâm bát nhã của mình. Tịch có nghĩa là lặng lẽ, không dính mắc. Chiếu có nghĩa là rõ ràng, thường biết. Khắp hà sa, khắp tất cả cõi, phàm thánh hàm linh chung một nhà. Phật và chúng sanh đều có đồng cái chân như Phật tánh này. Nhưng mà đồng đó mà mình có sử dụng được chân như Phật tánh không? Không. Mình vì chấp ngã, mình vì chấp pháp, cho nên thấy ngã thích cái này thì mình làm theo cái này. Thích ngã của mình, cái vọng chấp của mình thích cái điều khác thì mình làm theo điều khác. Mình không còn ở cái trạng thái như bất động giải thoát của chân tâm. Thưa đại chúng, chân tâm nhìn biết đây là hoa màu vàng không? Biết không? Biết. Nhưng mà không chấp. Không nhưng thấy hoa tươi thích hơn hoa héo. Mặc dù khi mà trang trí chánh điện thì vẫn phải chọn hoa tươi, chứ không phải nói vậy rồi cái đem toàn là quả héo lên chân. Nhưng mà trong cái lựa chọn đó tùy duyên,
không phải do chấp. Đó, cái cảnh giới đó đại chúng tập tu rồi mình sẽ thông cảm. Phàm thánh hàm linh chung một nhà đều có chân tâm Phật tánh. Một niệm không sanh toàn thể hiện. Với cái câu đó, Hòa Thượng đang dạy mình đối cảnh vô tâm, đối cảnh liền phản quang để nhận ra cái chân tâm đang hiện tiền xuyên qua sáu căn, không trụ, không chấp. Cái trụ nơi bình hoa, nơi cảnh nó dễ, nhưng mà một lời khen, mình trụ không? Mình thích liền đó nha. Lát thế nào mình cũng ngồi gần để coi còn khen nữa không. Mà một lời mà chê mình rồi thì sao? Một lát không có ngồi gần đâu, đi chỗ khác. Mà không những không ngồi mà làm sao ánh mắt mình cũng không gặp người đó nữa. Bóng tối cuộc đời. Mình phải đi xa người đó. Thành ra mình chấp lắm, mình bị động. Cho nên chúng ta tập một niệm không sanh toàn thể hiện, tức là chân tâm mình hiện tiền. Và toàn thể hiện này chúng tôi cũng chia sẻ một cái cảnh giới thứ hai mà các vị thiền sư Việt Nam dạy cho chúng ta. Trúc biết hoa đào đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Ngay khi nhìn hoa, chân tâm chúng ta cũng hiện tiền. Nhìn người cũng vậy, nghe âm thanh, thấy sắc tướng, vân vân, không ngoài chân tâm. Chúng ta tập như vậy, trong cuộc sống chắc chắn chúng ta cũng có bổn phận, rồi cũng phải lựa chọn, rồi cũng phải thế này thế khác theo đời. Nhưng thưa đại chúng, cái gì không đến nỗi bị lôi cuốn trong cuộc đời, hãy tập sống với chân tâm để hưởng được cái niềm an lạc, hưởng được một sự tự do giải thoát. Đó, rồi cuộc đời với nhiều rối ren chúng ta sẽ gỡ ra ngay trong đời, mà chúng ta như hoa sen trong bùn, mình an vui trong cuộc đời nếu chúng ta thật sự có thực tập. Chúng tôi trình bày tiếp câu kệ đó: một niệm không sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây che. Nếu chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình vừa dính thôi, thật ra vừa trụ thôi. Với cái người tu mà gọi là đẳng cấp cao thì ngay trụ nó đã ra khỏi chân tâm rồi. Nhưng mà với cái cảnh giới thế gian này, trong cái sinh hoạt thì cũng trụ cũng được. Nhưng mà trụ rồi đừng phân biệt, mà phân biệt rồi đừng sân si tạo nghiệp xấu ác. Thì mình sử dụng tùy theo những việc quan hệ với đời sống hay là nó không quan hệ với đời sống. Còn một người chưa biết tu thì thưa đại chúng, gặp gì cũng trụ, chuyện ta cũng trụ nữa. Phone gọi nha, alo chị có nghe ta nói xấu chị không? Tôi nghe mà tôi tức á nha. Hỏi chị nghe hay sao? Nói không, tôi nghe người khác kể. Đó thì thế, đó là cái dây chuyền mà cũng tức thiệt chứ không phải tức chơi đâu. Đó, thành ra cuộc sống mình nó rất là vô minh và dính mắc đủ thứ, không những liên quan tới mình mà chuyện ai đó. Nó tôi thấy mà tôi cũng tức á nha. Chị chưa nghe hả? Chị sướng á, chuyện chị mà chị không nghe. Thì thưa đại chúng, sáu căn vừa động thôi là bị mây che. Phá trừ phiền não càng thêm bệnh. Hôm nay tất cả chúng ta chắc chắn ai cũng còn phiền não. Nhưng đẳng cấp tu của mình sẽ cho mình nhìn phiền não khác nhau. Có người thấy phiền não hoàn toàn chi phối mình, mình bất lực, mình không làm gì nổi với phiền não hết. Nhưng mà người biết tu rồi, có phiền não thì chuyển phiền não thành bồ đề. Nhưng mà cái này phải chuyển nha. Nhưng cái bước thứ ba nữa thì là phiền não không thật, không làm gì hết. Đó, nhưng mà không phải dở ẹt lên nói thôi phiền não không thật, cái con không làm gì hết mà con vẫn sân si thì không được. Nó phải đúng cái đẳng cấp của mình. Thì thưa đại chúng, ráng tu đi rồi cuộc đời nó sẽ nhiều an vui và sử dụng công nó sẽ nhẹ nhàng lắm khi mình đã giỏi. Còn mình dở quá thì dĩ nhiên là phải vất vả rồi đó. Phá trừ phiền não càng thêm bệnh, cho nên với đại thừa không có phá trừ phiền não, mà biết phiền não không thật thôi. Thú hướng chân như cũng là ta. Đó, cho nên tại sao đến niết bàn này mà lúc nào mình cũng nhắm vô đó không? Thì vẫn còn thiên lệch. Đó,
tùy thuận các duyên vô quái ngại. Tùy thuận. Tới giờ biểu lái xe, mình lái xe. À, tới nơi, rồi thì tới nơi, vô làm, biết vô làm. Và trong khi làm có những chuyện đến với mình, có chuyện mình ok thì nó cũng trôi chảy nhẹ nhàng. Rồi có chuyện cần phải có ý kiến, mình cũng có ý kiến. Nhưng mà con người biết làm chủ tâm, có ý kiến mà không bực không sân. Từ trong tâm không bực không sân mà luôn cả lời nói nó cũng nhẹ nhàng, tập tu. Và tất cả chúng ta đều phải tu như vậy qua ba nghiệp. Tâm không chấp rồi nhưng mà miệng thì sao? Thân thì sao? Có khi nó tôi không chấp nhưng mà tôi không gặp. Thưa đại chúng, chấp không? Còn chấp chứ mà chưa thấy thôi. Mấy người đệ hiểu hiểu con đường tu của mình là như vậy. À, tùy thuận các duyên không quái ngại. Đó là cách tu của chúng ta. Qua một bài khác là thấy nghe hiểu biết không chướng ngại, tiếng mùi vị chạm thường tam muội. Đó là tùy thuận các duyên không quái ngại. Chúng ta tập tu thì lúc đó niết bàn hay sanh tử chỉ là qua đốm giữa hư không. Nếu thật sự có niết bàn khác sanh tử thì Phật đã không có ở thế gian này để độ chúng sanh. Chư vị Bồ Tát cũng sẽ không có ở thế gian này vì đây là sanh tử. Nhưng mà thật ra niết bàn sanh tử chỉ có khi chúng ta mê thôi. Thì thưa đại chúng, đây chính là cái khổ của hàng thánh nhân tu chưa đến nơi tới chốn, còn mê pháp, chưa thấy pháp không thật, mới có phá được ngã thôi mà còn chấp pháp, thì còn trụ trước niết bàn. Đây chỉ cho hàng thanh văn duyên giác, cho nên sẽ không tránh khỏi sanh tử, nhưng mà gọi là biến dịch sanh tử. Còn chúng ta gọi là phần đoạn sanh tử. Một lần chết là sanh tử, một lần chết là chuyển qua một cảnh giới khác, tương ưng với nghiệp chướng của mình. Còn các ngài thì gọi là biến dịch sanh tử, có nghĩa là các quả vị của ngài cũng phải chuyển dần dần. Biến dịch là thay đổi, vẫn có cái khổ. Vì khi mà chưa có giải thoát thì các ngài vẫn chưa đến được cảnh giới hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Xem thế đủ biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Ở khổ từ khi chúng ta là phàm phu, có nghĩa khi tâm sân si quá nhiều, rồi mình chuyển nó. Tham sân si, thưa đại chúng, cái gì là chính? Si là chính, si mê, thấy mình là thật, các pháp là thật. Cho nên mình mới có tham, rồi không vừa ý mình mới sân. Thì mình cứ tu để khai mở. Rồi, nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng, cho đến tu mà nếu chúng ta chỉ gặp thầy dạy tứ đế để tu chứng quả thanh văn cũng chưa xong. Hay nếu có duyên lành, mình thấy pháp tu 12 nhân duyên cũng hay quá, thôi mình tu theo pháp này đi. Thưa đại chúng, tu là quý rồi, phá vô minh nhưng cũng chưa xong. Dù là mình đã thấu đáo 12 nhân duyên cũng chưa xong. Mà thật ra phải đến đâu mới xong? Phải nhập tri kiến Phật, thành Phật, phải kiến tánh. Mà kiến tánh đó chính là con đường hòa thượng đang dạy mình đi rất là nhẹ nhàng, qua sáu căn trở về với chân tâm. Cho nên không biết hôm nay ai đã thấy rõ phước duyên của mình chưa? Tu cũng nhàn nhàn, không đến nỗi nào vất vả lắm, mà có khi một kết quả rất là không dám mong đợi mà nó sẽ đến với mình. Ai thấy được phước duyên này xin giơ tay lên. Thấy để cố gắng tu nha, cố gắng đi đứng nằm ngồi, cố gắng tu. Lòng đại bi là động lực chính để đi đến quả vị Bồ Tát. Đó, cái phần này vẫn là đang tán thán về cái tâm đại bi. Vì các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát Bồ Đề tâm rộng lớn, nguyện độ khắp tất cả chúng sanh. Thì đây vẫn là đang nói với đại bi. Và bây giờ với đại từ thì sao? Từ là ban vui. Ban vui. Ở đây từ là thương, thương chúng sanh mà tạo cái vui cho chúng sanh.
từ vô lượng vì lòng thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh, chứ không phải chỉ thương loài người hay là chỉ thương những người mà mình thương, mà thương toàn thể tất cả chúng sanh, trong đó có loài vật, mà gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Khi nói cái vui chân thật thì mình biết có cái vui không chân thật, là cái vui giả tạm. Cái vui này chính là cái vui ở thế gian, vốn là nó không bền. Cái vui này còn bị phiền não chi phối. Khi tham sân si mạng, có nghĩa là ngã mạng, được thỏa mãn thì vui. Giống như khi đi học, đi học không mà thấy vui chưa? Có người thấy vui rồi, tại vì đây là cái nhân có trí tuệ. Nhưng có người nói trời, đi học mà vui gì, không đi học đi chơi mới vui chứ. Đó là những người có mắt trí tuệ chưa mở, nhân tốt chưa biết. Nhưng mà rồi khi thành tài thì thưa đại chúng, mình vui không? Vui. Nhưng đó là vui giả tạm thế gian, vì nó đang thỏa mãn cái lòng mong cầu của mình, một cái sự nghiệp của mình. Nó vẫn là niềm vui chứ không phải là không vui, nhưng mà nó chỉ là giả tạm chứ nó không chân thật, vì nó vẫn không giúp cho mình giải quyết tất cả các khổ. Và ở đây chúng ta nghe vui chân thật là sao? Sở dĩ gọi là vui giả tạm vì khi dục vọng, những ham muốn, những mơ ước của mình được thỏa mãn thì mình mới vui. Nhưng mơ ước có bao giờ dừng lại đâu. Gọi là lòng tham không đáy, nó sẽ phát triển vô tận. Mà mình có phải lúc nào cũng được như cái lòng mơ ước của mình đâu. Cho nên đó là cái con đường tìm vui giả tạm và không bền. Vui xuất thế gian là vui chân thật vì nó lâu bền, thoát ra ngoài phiền não của tham sân si, không bị dục vọng chi phối. Cái vui này sẽ không có vẻ ồn ào sôi nổi, nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng. Đó là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. Giống như chúng ta nhìn về cái khung cảnh gia đình đi. Người mẹ vui là vì hy sinh lo cho con cái. Người cha vui là vì vừa có thể cũng góp phần để mà nuôi dưỡng con cái, sẽ tự bản thân mình có một cái đời sống khiến cho gia đình được ấm êm hạnh phúc. Thì nó vẻ có vẻ không có ồn ào, nhưng mà nó làm cho cái niềm vui nó nhẹ nhàng. Niềm vui của một con người biết hy sinh vì người khác, biết hy sinh những cái tham muốn của mình, những cái tập nghiệp của mình. Mình cũng muốn nóng giận, cũng muốn sân si, nhưng mà vì hạnh phúc chung của gia đình thì mình có thể nhẹ nhàng hơn, buông xả hơn, hài hòa hơn. Thì thưa đại chúng, đó là cái bước một của niềm vui có sự hy sinh. Niềm vui tuy ở thế gian nhưng mà vì nó bớt cái bản ngã, cho nên nó cũng dễ hướng đến cái niềm vui chân thật. Còn niềm vui chân thật hoàn toàn chính là phải thấy ngã không, pháp không, chính là trạng thái sống với chân tâm. Điều kiện để có cái vui chân thật, thưa đại chúng, có hai điều kiện. Một là phải trừ hết các khổ do phiền não gây ra. Và thứ hai là ngăn chặn tham sân si hoành hành. Còn nếu không ngăn chặn tham sân si thì cái vui này nó chỉ nhất thời, và cái vui này chỉ giả dối thôi. Bồ Tát muốn ban vui chân thật cho chúng sanh, trước nhất phải có lòng từ vô lượng để trừ hết các khổ do phiền não gây ra, rồi luôn răn nhắc chúng sanh đừng gây tội, đừng có tạo theo tham sân si, dìu dắt chúng sanh đi đến cái địa vị giải thoát. Đó là cái lòng từ vô lượng của chư Phật Bồ Tát. Chúng tôi xin kể một câu chuyện ngắn, có thể phải kết thúc buổi học hôm nay ở đây qua câu chuyện ngắn này. Quý vị thấy coi cái từ bi đạo Phật là như vậy, mình có thể thông cảm không? Câu chuyện tôi thường dẫn chứng cho đại chúng nghe nhiều lần, có tựa đề là Sự Rèn Luyện Của Thầy. Nói về thiền sư Trích Thủy là một người học trò.
lúc trẻ đầu tiên đến tham vấn thiền sư Nghi Sơn. Vì gia phong, có nghĩa là kỷ luật của Nghi Sơn rất là nghiêm khắc và miên mật. Nghiêm khắc là một cái nội quy chung, nhưng miên mật là thật sự có kỷ luật kiểm soát mình. Chẳng dễ dàng dùng phương tiện tiếp người, ngài rất khó, cho nên ngài lựa đệ tử cũng rất khó. Đối với thiền giả đi du phương vân thủy, có nghĩa là đi dạo xóm, dạo làng, đi thăm núi này, đi thăm thác nọ, rồi sẵn ghé thiền viện tu một thời gian, gieo duyên, thì ngài từ chối. Ngài cho tri khách trả lời rằng, chúng ở đã chật, không nhận tăng hành khước đến xin tá túc. Nhưng thiền sư Trích Thủy là người học trò, không vì sự cự tuyệt của thiền sư Nghi Sơn mà thối chí. Sư quỳ tại cửa thiền viện 3 ngày để nói lên lòng cương quyết vì đạo của mình. Tuy trời mưa ướt cả người, cái thôi mình linh động vô trong, phải vậy không? Không, ngài vẫn như như bất động. Chứ gặp mình định phát tâm quỳ đây 3 ngày để coi có lay động không, mà sẵn trời mưa cái mình vô trong mình ngồi. Rồi mấy cô cũng thưa cái nói thôi ăn bún bò Huế đỡ cho ấm đi, cái mình ăn luôn. Rồi nếu cần mình nằm nghỉ một chút rồi rác ra quỳ sau, chứ việc gì. Nhưng đằng này thiền sư Trích Thủy như như bất động quỳ ở ngoài cửa chờ sự duyệt xét của hòa thượng suốt 3 ngày. 3 ngày mới được cho vô, nhưng mà ở nhà khách thôi. Đến ngày thứ 7 thì môn đầu mới cho phép vào bái yết thiền sư Nghi Sơn hòa thượng. Sư khổ tham dưới tòa của thiền sư Nghi Sơn, có lần xin chỉ dạy. Có nghĩa là trong khi ở trong chúng, ngài rất là tinh tấn để điều tâm. Và một hôm trong khi hòa thượng giảng đó, thì ngài mới xin đưa một câu hỏi, thưa rằng vô tự và bát nhã có gì khác nhau? Nghe như vậy, hòa thượng gầm lên, có nghĩa là không phải nói dịu dàng đâu nha. Cái tên tiểu bối ngạo mạn. Hòa thượng quở như vậy, rồi tát cho ngài Trích Thủy một tát. Thôi tôi xin đổi một chút đi, đập cho một gậy, và đuổi ra khỏi pháp đường. Lúc đó ngài Trích Thủy rất là áo não, dị thường, rất là buồn. Thưa đại chúng, vì sao buồn? Vì sao? Thật ra có khi đến cầu pháp là vì thắc mắc cái câu vô tự và bát nhã có gì khác. Ngài chưa hiểu được. Ngài hy sinh nỗ lực dụng công là để được nghe khai thị. Mà hôm nay mới có đưa lên câu hỏi đầu tiên à, thì đã bị ăn một gậy của ngài Nghi Sơn rồi. Rồi cho gậy, thôi cũng được đi, người ta gọi là chịu đấm ăn xôi, đập rồi giảng đi, cũng không giảng luôn, đuổi ra. Thưa đại chúng, buồn không? Trời ơi là buồn. Nhưng mà may mắn nha, buồn mà không có sân lại với thầy. Chứ thưa đại chúng, người ta nói sanh nghề tử nghiệp đó nha. Nhiều khi ông thầy dạy như vậy chứ học trò cũng sân si lại đó. Nhưng ngài Trích Thủy chỉ áo não dị thường, về đến tăng đường. Trước khi nói tới đây, chúng tôi xin đặt một câu hỏi lại. Thật ra hòa thượng đã trả lời chưa? Trả lời rồi. Khi hỏi vô tự và bát nhã, vô tự là không nói không lời, thì đập cho gậy thì ngay đó nhận đi, chứ còn muốn chờ giảng gì nữa. Hỏi vô tự mà chờ giảng. Ở đây cũng có mấy bài giống vậy đó. Vô tự mà chờ giảng. Ngay cái chỗ không lời này mình nhận ra nó và bát nhã có gì khác đâu. Thì thưa đại chúng, nhưng mà nói khác nói giống cũng là bị ăn thêm cái gậy nữa đó. Ngài Trích Thủy áo não, tức là buồn dị thường, về đến tăng đường thì cái tiếng đóng cửa của ngài mở cửa ra để vào, tiếng đóng cửa vang dội vào lỗ tai, quát nhiên đại ngộ. Muốn có được
cái đại ngộ này mình nghe mình cũng thèm á nha. Nếu vậy thôi cho mình mở cửa đóng cửa hoài đi nha, biết đâu nó đại ngộ, cái cửa càng kêu rầm rầm mau đại ngộ á. Nhưng thưa đại chúng, nếu không hàng ngày không dụng công thì cái tiếng cửa này có làm mình đại ngộ không? Tiếng cửa này sẽ làm nhiều người sân si rơi vào địa ngục. Tại vì nó làm gì ồn dữ vậy, tu gì mấy năm ha, đó là bắt đầu mình nổi cơn lên. Còn bản thân mình làm ồn người khác đóng góp thì sao, mình cũng tiếp tục gây cái người khác. Nó chị không lo tu, chị lo canh tâu của tôi. Mà tóm lại thì mình ngộ hay là mình mê, hai ba người mê luôn một lần nếu mình không tha thiết dụng công. Nhưng ngài Trích Thủy vì là một người có tâm huyết, luôn luôn nỗ lực, thua kẻo này bày kẻo khác. Cái lần trước là ngài đã bị lầm và bị qua rồi, bị coi như fail rồi, rớt rồi. Nhưng khi mà tiến tới đóng cửa này, vì ngài chú tâm dụng công cho nên cái tiếng cửa đó làm cho ngài nhận được cái sẵn có thường hằng bất biến. Và sư đã quay lại thất để đảnh lễ trình kiến giải với tổ sư về vô tự và bát nhã. Ngài nhận thấy nó ngay trong cái tiếng hét của thầy. Với mình cái tiếng hét đồ tiểu bối ngạo mạn là một cái tiếng mắng, một cái tiếng phê phán mình. Nhưng thật ra trong đó chính là đang cho mình nhận được vô tự và bát nhã, thì đã được Hòa Thượng ấn khả. Chúc tất cả quý vị cũng sẽ được cái niềm vui này. Và nếu được niềm vui này, chính là mình đang từ bi, đang diệt hết khổ đau. Và mình hằng sống như vậy, không đợi cánh cửa mình mới giác ngộ, mà có khi huynh đệ nói cái gì đó mình cũng giác ngộ. Mình vẫn sống với cái hằng hữu bất động, chứ không phải là mình sẽ lựa chọn thôi cho con mở cửa đóng cửa đi, hay cho con nghe nói đập cái ngộ thành ra thôi xin đập con cái đi để mỗi ngày con có cơ hội ngộ. Rồi có khi nghe ra hoa đào nở, thôi con cũng ra chụp hình với hoa đào coi con có ngộ đạo không. Nè, hôm nay hoa đào của Thiền viện Vu U rất là đẹp, cũng chúc quý vị ngộ đạo dưới cái dưới những hàng đào rất tươi đẹp của mùa xuân 2017. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kết thúc buổi học hôm nay. Nguyện đem hai công đức này về thăm thân là đệ tử và chúng sanh đều cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang. Người dòng tư duy nào đó thể nguyện độ chúng sinh, ta lắng nghe vũ trụ
chân quý đời bình yên. Dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó